Thằng nhóc con này tên là Deku. Cậu ta đánh cờ bạc từ nhỏ cho tới lớn. Hôm nay ở độ tuổi 19 cậu sang nhà bạn thân chơi liêng, lỡ tay ăn hết tiền của đám bạn thân ai nấy lo. Bỗng nhiên một bàn chân đạp vào mặt của thằng bạn quang chân, hóa ra cô ta là em gái của thằng bạn thân mình. Không lo làm ăn mà suốt ngày cờ bạc rượu chè, gái gú. Deku ngắt một đóa hoa nhài, tiến tới làm quen, cậu tính mượn mảnh đất của cô ta để trồng củ khoai vào đó, nhưng Mina hét lên có kẻ tà dâm, khiến anh trai cô ta cho cậu một cước đạp, dù đau đớn nhưng Deku rất vui. Khi ra về cậu còn la hét lên là nhất định phải nhân giống ở mảnh đất đó. Ông nội của cậu ta cũng là một tay nghiện sóc đĩa, hôm nay vì không có tiền trả nên bị đập trong một trận tơi bời. Ngay lúc đó Deku đến giải cứu ông của mình và lại lỡ tay đâm một phát trúng bụng tên đại ca trùm sòng bài ở nơi đây. Mẹ của cậu ta biết chuyện, đành mang số tiền dành dụm kêu cậu ta chạy trốn và khuyên con trai dù mẹ cậu ta có chết cũng đừng quay lại đây, đó là cách tốt nhất để giữ mạng sống của cậu. Trước khi đi, cậu đến nhà của Mina, nói với Mina rằng cậu lên phố để học cách làm người và sẽ quay lại, và dặn cô ta rằng mảnh đất đó đừng để ai trồng khoai vào. Deku lên thành phố tìm đến anh họ làm ở khu phố Itaewon, xin anh ấy cho một chân làm việc tại sòng bạc. Đây mới chính là thiên đường của anh, những chủ tịch xinh đẹp, những đại gia, dân chơi và nhà tài phiệt đều giải trí ở đây hết. Thậm chí thi thoảng có chủ tịch nước và tổng thống ghé qua cầm cái. Sau một màn xem tay của ông chủ sòng bài, cậu đã được nhận vào làm việc bằng sự ngon trai, giọng nói nuột như mía lùi cậu rất được lòng mấy nữ đại gia. Rất nhanh cậu cũng đã được ông chủ cho cầm cái đánh bạc, cậu tiếp tất cả các khách từ già tới trẻ, từ ăn chay đến ăn mặn, ai qua tay của cậu đều cũng bị nhẫn túi. Kiếm tiền về cho ông chủ càng ngày càng nhiều, ông chủ cũng rất ưng ý về Deku. Chẳng mấy chốc từ một căn nhà trọ ẩm ướt cậu đã sống ở Landmark tầng thứ 81. Hơn thế nữa cậu cũng được một nữ đại gia săn đón, cô ta tên là Won Hu, hai người vui vẻ lái xe, hẹn hò nơi công sở, thậm chí còn nhét củ khoai vào cái lò mà đang nóng dần lên. Hôm nay mọi người ở sòng bài lên kế hoạch sẽ mổ xẻ một con cá mập lớn, đó chính là nữ chủ tịch Won Hu. Cô tóc ngắn và bà mập sẽ là người chơi chính, còn Deku là người phối hợp. Mấy ngày này để dụ con mồi họ sẽ giả vờ thua bài trước. Deku vì đã lỡ trồng củ khoai vào mảnh đất của cô ta nên cũng có chút băn khoăn, vì thế cậu đã bí mật đến gặp cô ta, tiết lộ cho cô biết mọi người đang nhắm đến cô, khuyên cô đừng có đến nữa nếu không muốn mất hết khối tài sản kết sủ. Vì Deku mà mấy ngày này không thấy nữ chủ tịch giàu có đó đến chơi bài nữa, mọi người cứ nghĩ là cô ta đã ăn non. Nhưng mức độ nghiện cờ bạc của cô ta đã ăn vào tận trong ngục phủ ngũ tạng. Cô ta tiếp tục đến để chơi bài một cách rất là vui vẻ. Ván bài này mức độ các cược đã lên đến 400 tỷ won. Mọi người ra hiệu để cháo bài cho nhau, chỉ cần một ván này là cô ta có thể tán ra bại sản. Nhưng cô ta đã có sự chuẩn bị từ trước, bài của cô ta là ván bài lớn nhất. Deku cũng rất bất ngờ vì người phụ nữ này. Cứ tưởng mình là gà, hóa ra chỉ là những hạt thóc. Chỉ vì cô ta mà sòng bạc hết tiền phải đóng cửa, Deku và người anh họ cũng phải nghỉ việc đi đến những sòng bạc khác để kiếm trác chút tiền đi nhậu. Ông chủ ở nơi đây cũng rất chào đón hai người, dẫn hai người vào một căn phòng bí mật để chơi bài. Ông ta cũng có một trợ thủ đắc lực, đó chính là Mina, người mà Deku thầm thương trộm nhớ. Deku muốn nói gì đó nhưng Mina đã nói trước nhằm ra hiệu để cố tỏ vẻ như hai người không hề quen biết. Cuối cùng ván bài cũng đã bắt đầu, mấy ván đầu ông chủ bị thua đến nỗi muốn tụt luôn cả chun quần. Cho đến khi ông tung ra một quả rắm, vì quá thối nên Mina phải mở cửa sổ, cặp đùi nõn nà đã thu hút sự chú ý của Deku. Sau khi hoài rắm ra thì ông chủ cũng lấy lại được vận đỏ. Lần này Deku thua liên tiếp 20 ván, cho đến lúc cuối Deku đã thua mất gần 10 tỷ won. Điểm chỉ vào ký tên trả góp 10 tỷ trong vòng 12 tháng. Hóa ra ván bài này là ông chủ Giang được ông chủ cũ của Deku nhờ vả, muốn ông Giang trả thù giúp mình vì chuyện yêu đương của Deku đã bị ông ta phát hiện. Ông chủ cho rằng cả hai đã thông đồng khiến ông ta phá sản. Deku có được một đồng cắc nào đâu cơ chứ. Ngược lại giờ đây lại bị đánh đập như con súc vật, thậm chí còn bị cắt một bên thận để xiết nợ. Trong cuộc sống chạm đáy của xã hội, cô em xinh tươi Mina lại tìm đến Deku. Mina đưa cho cậu một số tiền kêu cậu hãy rời khỏi nơi đây, và đã tiết lộ cho cậu sự thật rằng lúc mà cô ta đi mở cửa sổ, người anh họ và ông chủ Giang đã cháo bài cho nhau. Vì bị anh họ của mình bán đứng nên Deku rất tức giận. Mina khuyên Deku hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Deku lên chiếc xe và từ từ rời đi khuất bóng người mình yêu thầm. Nhưng cậu vẫn không hề bỏ nghề. Trong một lần gian lận, cậu bị một người cùng chơi bắt bài. Nếu lật thẻ mà bài của cậu 10 điểm thì chết chắc. Nhưng không ngờ ông chú kia khi lật bài lên chỉ có 2 điểm. Những con bạc khác đáng lòng buông tha cho cậu. Deku nhìn sơ qua đã biết ông là một cao thủ bài bạc nên muốn bái sư học đạo. Ông ta cũng không có đệ tử, đành lòng đồng ý. Rất nhanh hai người đã đi đến càn quét các con bạc khác. Những chiêu trò gian lận của các con bạc đều bị ông ta phát hiện ra ngay và giải quyết một cách nhanh chóng. Còn dạy Deku cách đọc suy nghĩ của đối phương sao cho hiệu quả nhất, chốt hạ đối phương bằng một chiến thắng bất ngờ. Chẳng mấy chốc từ sòng bạc nhỏ lẻ đến sòng bạc quy mô lớn, hai người một thầy một trò vơ vét nhẫn túi mấy con bạc ở vùng này. Và một ngày trên đường đi đánh bạc về, Deku vô tình bắt gặp thằng anh trời đánh của mình. Vì hắn mà mình mất đi một bên thận, cậu tức giận đuổi theo anh ta và tầm quất trong một trận. Đồng thời anh cũng biết Mina đã bị mang đi bán diêm và đang làm ở một sòng bạc ở quê anh. Rất nhanh cậu xách theo một túi tiền đến để chuộc Mina. Hóa ra chủ sới bạc này chính là thằng bà bị Deku đâm vào lần trước. Đâu có dễ dàng đưa người đi như vậy, hắn ta để hai người là đối thủ của nhau. Nếu Deku thắng tiền,
thì Mina thả tự do và cô ta sẽ phế một cánh tay. Nếu Deku thua Mina ở lại và nợ được giảm 50% và tay cậu cũng phải phế một cánh tay. Cuối cùng ván bài này cậu đã thắng, nhưng cậu tự phế đi cánh tay của mình. Hắn ta định nuốt lời nhưng bị đẩy ra xa. Hai người đốt giấy nợ hút thuốc ngon lành. Deku đường đường chính chính giải cứu mỹ nhân thành công. Biết được tin con mái của mình đã được giải cứu, ông chủ Giang rất tức giận. Hắn ta kêu người phải tìm bằng được Mina về. Tay sai của ông trùng Giang nhanh chóng tìm được người. Deku lao lên nhưng bị hắn chốt hạ trong một cú nhào về phía trước. Ở phía bên trong thì sư phụ của cậu liều mạng cùng với đàn em của hắn. Cả hai đều ngã từ trên lầu xuống. Nhìn thấy sư phụ của mình chết oan uổng như vậy, cậu vô cùng phẫn nộ và la hét trong đau đớn. Cậu ta nhất định phải báo thù. Hai người tìm đến anh Kim và anh Won đã mời họ tham gia kế hoạch của mình. Trước tiên là Mina sẽ thế vai một nữ doanh nhân. Sau nhiều lần cho con mồi ăn, Mina sẽ chốt hạ một cú thắng quay ngoắt 180 độ, đến nỗi tài sản của bà Song Ki Hyo cũng không còn một lông nào dính túi. Kế hoạch tiếp theo là ép bà ta liên lạc với tỷ phú Song Jong Ki để cô ta dụ ông ta xô xé miếng mồi béo bở là Mina. Tuy nhiên Mina và anh Won không cần diễn vai này quá lâu. Một lúc sau khi lật bài thì hai vợ chồng nhà Song Jong Ki đã đổ mồ hôi hột. Tiếp theo là mắc nợ 260 tỷ won. Thêm vào đó, người đứng sau chống lưng cho Mina lại là một ông chủ kết tiếng khu vực này. Hai vợ chồng nhà kia giờ đây đã là một kẻ vô gia cư rồi. Sau đó Deku đến gặp riêng nữ tài phiệt Won U, muốn cô tham gia vào phi vụ của mình, mục đích chính hút cạn số tiền từ phía tên chủ Giang. Nhưng cô ta lần này cũng rất muốn Deku trồng củ khoai vào mảnh đất của cô ta một lần nữa, nhưng Deku rời đi trong sự tiếc nuối của cô ta. Ngày hôm sau cô đến gặp ông chủ Giang, mời ông ta đi câu cá mập, nhưng mỹ nhân kế không có tác dụng gì với ông ta từ chối. Nữ chủ tịch bực tức, trước khi ra về cô ta còn không quên móc cu ông ta một lần nữa. Ngay sau đó, ông chủ Giang đã gom hết tiền trong két, sau đó lái xe đến nhà kho phía đồng hoang để cất giấu, nhưng điều đó đã bị Deku phát hiện. Hóa ra lúc móc cua, nữ chủ tỉnh đã lén bỏ định vị vào đũng quần của ông ta. Deku và đồng đội của mình lấy một nửa số tiền, một nửa còn lại để dành cho công an. Rất nhanh ông ta đã bị truy nã toàn Itaewon. Nhưng hắn dùng mấy người đàn em của vẫn bắt cóc được hai người bạn của Deku. Deku đã mang tiền đi chuộc anh em. Hai người hẹn nhau ở một toa ngầm. Đưa người thì giao tiền. Nhưng Deku không có ý định cho hắn tiền, đành dùng một mồi lửa thiêu rụi số tiền đó. Nhưng sau khi dập lửa thì đây toàn là số tiền giả. Deku và Mina trên đường chạy trốn, nhưng hắn ta rất nhanh đã bám đuôi kịp thời. Rất nhanh xe của Deku đã bị hắn ta đâm trúng và va phải bên lề đường. Ông chủ Giang cứ tự nhiên như rồi lấy cắp số tiền và rời đi. Hóa ra lại là con cáo già Won Hu này câu kết với hắn ta. Đúng là lòng dạ của người phụ nữ, cứ ngỡ là rời đi được cái Hàn Quốc này. Nhưng bất ngờ nữ siêu lừa Won Hu này lại thuê người đập ông ta một trận và lấy hết số tiền đó đi. Cùng với trợ thủ đắc lực là anh Tóc Xoăn, nhưng đi được một nửa đường thì anh Tóc Xoăn hạ thuốc mê vứt cô ta như rác bên lề đường. Sau đó Tóc Xoăn mang tiền đến ông chú của mình. Ông ta cũng là một tay thần bài nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bằng nghiệp vụ trong nghề của mình bao năm nay thì đã phát hiện ra số tiền này là tiền bẩn. Ở phía bên Mina, cô ta đã bị sẩy thai vì tệ nạn vừa rồi. Vào thời gian đó anh trai cô cũng được ra tù. Rất tức giận về việc này, anh cùng với Deku đến gặp ông trùm để đòi lại số tiền. Nhưng bất ngờ ông chủ Giang cũng xuất hiện ở đây. Deku thì muốn mạng của ông ta, còn ông Giang thì muốn tiền. Nên ông trùm đã ra một ván bài sinh tử để giải quyết. Thắng thì có tất cả, thua thì đi gặp ông bà ông vải. Nữ chủ tịch Won Hu sang chảnh ngày nào cũng đã bị ép điểm chỉ vay nợ do ông chủ Giang ép. Còn bên phía Deku cũng được ông chủ của mình cho vay mượn tiền. Và vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, cuộc chiến sinh tử đang sắp diễn ra bằng ván bài sinh tử. Trước khi bắt đầu, ông Giang đề nghị cởi hết quần áo để tránh gian lận. Còn nữ chủ tịch Won Hu tài trợ một đống bộ bài mới, một ván thay một bài để tránh làm ký hiệu. Rất nhanh cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Sau vài ván đấu thì mọi người không ngừng phô diễn kỹ năng mở bài khéo léo của mình và kỹ năng che giấu tâm lý của mình đều là bậc thách đấu. Deku cũng đã phát hiện ra cặp mắt kính của ông Giang có vấn đề. Cậu lại nhớ đến những lời sư phụ mình nói, mắt của kẻ chuyên lừa đảo chuyên nghiệp lắm, giữ vững tâm lý thì sẽ nhìn ra được lá bài. Cho nên cậu đã nhìn ra được tất cả lá bài của mọi người là gì. Khi ông trùm lật lá bài lên thì chuyển bại thành thắng. Ông ta phát hiện thấy điều bất thường, liền kiểm tra tất cả người còn lại, chỉ có lá bài của Won Hu là bất hợp lý. Bài là cô ta mang đến, cô ta liền bị ngay lập tức lôi vào bên trong để chờ sự bắn. Hóa ra chính ông Giang đã đưa lá bài khác cho cô. Trong mắt ông Giang, cô ta chỉ như là một con cờ thế tội mà thôi. Ván bài lại tiếp tục được bắt đầu. Chơi từ sáng cho đến chiều, từ chiều cho đến đêm khuya, các cao thủ vẫn không đi đái. Trong lúc chia bài, Deku đã phát tín hiệu cho Mina. Bỗng dưng âm thanh lấy lá bài thứ 3 của Deku vang lên. Sau đó ngay lập tức kêu Mina châm điếu thuốc, lấy tay nhét một thứ gì đó vào quần lột khe của Mina. Thủ thuật này rất cồng kềnh, không thể qua mắt được hai cao thủ phía trước mắt. Vì thế cả hai người đó cá cược ván bài này là cuối cùng. Ông trùm cược sạch tài sản của mình cho rằng lá bài của Deku là 10 điểm. Ông Giang cũng không kém, cược hết số tiền rằng ở dưới con hầu tươi sống của Mina có một lá bài. Hai người không ngần ngại theo cược. Hai con cáo già đã bị rất mũi thành công. Bài của Deku chỉ có một điểm. Mina sau đó cũng cởi lột khe và ném về phía mặt ông Giang rằng không có lá bài nào. Giờ đây số tiền đã về tay Deku. Tóc Xoăn định cản lại, nhưng đã bị anh trai Mina bắn cụt tay.
ông Giang cũng sập cầu giao định cướp tiền rời đi, kết quả nhận lại là ẵng vài viên kẹo đồng. Mọi chuyện coi như đã kết thúc, nhưng anh trai Mina bất ngờ chĩa súng về phía hai người, mang theo tất cả số tiền và rời đi. Tiếp theo là được Hoài ra thành phố, sau đó là tự sát ở trên rừng. Vài ngày hôm sau, Deku nhận được một bưu kiện. Hóa ra là anh trai Mina chỉ hoài một nửa số tiền ra thành phố để tránh đám người kia tìm kiếm, còn một nửa ở trong rừng. Với số tiền này, hai người có thể sống cả phần đời còn lại hạnh phúc bên nhau. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim hôm nay mất rồi. Hãy cho mình một like video để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.